Hello cả nhà nha. Được, cũng xin chào cô bác anh chị đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo nữa của em được nha. Đó, hiện tại thì em đang có mặt ở shop nha các bạn. Đó thì hôm nay em mới về được số mẫu cần câu là ngoại hổ với cần câu là hồng long nha anh em. Đó, cần câu tai với số cần câu lua hai đọt giá rẻ cho anh em nha. Không gà anh em hổ quá trời luôn rồi. Hôm nay mới về. Đó, shop em có đầy đủ dụng cụ câu cá, cần câu, máy câu, dây câu từ học sinh đến sinh viên nha anh em. Đó, đầy đủ để phục vụ cả nhà mình ha, câu đài, câu lua, câu sông rồi nè. Đó, đây là series mò mềm nhá hơi. Đó. Đầy đủ cho anh em nha, từ A tới Á luôn nha. Cần thì có cần dựng, câu sông, câu lua, câu đồ. Đó, giá học sinh sinh viên thì để xây. Đó. Cần đài, cần đơn. Đó thì máy là Shimano nè, Daiwa. Đó. Là rong Deku, Yolo, Ben. Đó, từ các thương hiệu khác nhau anh em. Đó. Đây là cần em mới về anh em. Rồi anh em, thì đầu tiên em xin giới thiệu cây ngoại hổ Tàng Long cho anh em ha. Rồi, em sẽ không để anh em chờ lâu nữa, em xuống phần chi tiết cho anh em ha. Thì ngoại hổ Tàng Long em về được 4,5m, 5,4m và 6,3m. Còn hồng long em về được 3,6m, 4,5m và 5,4m nha anh em. Đó. Cần Toro Đờ Rông nó về được 1,8m, 2,1m, 2,4m. Cần Ben 1,8m, 2,1m, 2,4m. Cần lua long hua về được 5,4m. Dây tô man 1,5, 2,2, 2,5. Rồi, xin chào anh em nha. Rồi em sẽ xuống nói thông số chi tiết và cần nặng của từng mẫu nha anh em. Rồi, đầu tiên em xin giới thiệu cho cả nhà mình đó là cần 10H ngoại hổ Tàng Long nha anh em. Đó, phiên bản này là phiên bản phôi cực dày cho anh em luôn nha, phiên bản hàng chính hãng cho anh em nha. Đó, thì đây là các phôi của em tháo ra cho anh em xem ha. Đó, cần phía dưới thì có gảnh chống bó lóng cho anh em nha anh em. Đó, phôi cực kỳ dày nha anh em. Đó. Đó, gảnh chống bó lóng cho cả nhà mình luôn nha. Đó, phía trên là có phủ đầu lóng chống nổ cho cả nhà mình luôn nha. Đó, phía trên là có luôn ha. Đó luôn, phủ đầu lóng chống nổ luôn. Cần thì thiết kế là độ cứng là phân bổ lực là 10H nha anh em. Đó, 10H. Đó, nhưng mà đọt của nó thì anh em xài nhìn khoảng 6H thôi. Đó, cái này là do hãng nó làm thiết kế. Đó, độ cứng nó cứng nhưng mà cái đọt nó nhỏ để cho anh em câu nó phân bổ lực cho nó đều nha anh em. Đó, anh em đọt nó anh em nhìn nè, tầm khoảng 6-7H thôi. Nhưng mà cái lực của cần là 10H, của hãng là thông số của hãng là 10H nha anh em. Đó, để anh em nói không quan trọng là đọt bự, đọt nhỏ đâu nha anh em. Quan trọng là cái lực tải của cần nha. Cần là bao anh em nhắc tỉnh là 4kg nha anh em. Đó, 3-4kg tùy theo xây nha cả nhà. Đó, 3-4kg tùy theo xây nha. Đó, anh em câu ha. Đó, phía trên có gảnh, quên, có chống nổ lóng cho anh em ha. Đó, đọt là tầm khoảng, đọt của nó là tầm khoảng 6-7H. Nhưng mà hãng của hãng là 10H nha anh em. Nhưng mà cái đọt nó nhỏ thôi, ý em nói là cho anh em biết nha. Đó, để anh em mình hiểu lầm nha. Đó, khi anh em mua sẽ được hãng tặng kèm thêm một cái đọt nha anh em. Đó, khi anh em mua cần sẽ được hãng tặng thêm một cái đọt cho anh em ha, tặng kèm một ngọn nữa cho anh em, là một cần mình sẽ được một ngọn. Đối với cần ngoại hổ Tàng Long thì nó sẽ có kèm một cái hộp như thế này cho anh em ha. Nó kèm tặng cần ngoại hổ thì tặng kèm một cái hộp như thế này, đọt nó sẽ để cần kẹp như thế này cho anh em ha. Đó, phía đây là có mã vạch của hãng nha anh em, nó mã số cào của hãng luôn. Cần thì phía dưới là thiết kế là dạng như là ốp kim tuyến nha anh em, nó keo ốp kim tuyến ha, cái khúc dưới khúc trên này luôn cho anh em săn hàng ha. Cần săn hàng nha. Nói chung là tải cá em bao anh em nhắc tỉnh là từ 3-4kg anh em. Đó, cho anh em câu nha. Thì hàng là hàng chính hãng đó, cho nên là anh em yên tâm. Thì sắp tới nó về, nhưng mà phôi nó cũng sẽ mỏng hơn anh em, chứ nó không được dày như là mẫu của em nó về anh em. Cho nên là cần nó sẽ hơi nặng cho anh em nha. Đó, cần anh em cầm rất nặng, cái trắng là đít của nó đây. Đó, nậu cục đít mà không à, cũng khá là nặng luôn nha anh em. Đó, nậu cục đít hay không là khá là nặng luôn á. Để em coi, em coi cái nút bịch nó không nha anh em. Nậu nút bịch nó không là 56g rồi. Đó, nậu nút bịch nó không á. Đó là cần cũng rất là săn hàng, cho nên là cần thiết kế này nó cũng hơi nặng và phôi nó cũng dày. Đó là cần 10H nha anh em. Đó, cần 10H thì em sẽ căng nó luôn. Nó khi căng thì em sẽ tháo nút bịch trên đầu này ra cho anh em, tại mình câu mình không có xài tới nút này. Đó, thiết kế là có nhẫn có đồ cho anh em ha. Đó, phía trên là hình của con rồng, đó phía dưới là con hổ, thì bên thử là kêu là ngoại hổ nha anh em. Đó, ngoại hổ Tàng Long nha. Đó, thì em sẽ căng xây 4,5m cho cả nhà mình đó.
4 mét rưỡi là nó nặng là 275g nha anh em. Đó, 4 mét rưỡi là nặng 275g. Nó xe 4 mét rưỡi nha. Đó, 275g. Giá của nó là 780.000 nha anh em, giá 780.000. Đó. Cần 4 mét rưỡi nha. Đó. Nặng là 275g. Rồi. Tiếp theo nó làm xe căn cần 5m4. 5m4 em tháo ra rồi. Xe căn hết 5m4 cho anh em luôn nha. Đó, cần 5m4 là nó nặng là 300g nha anh em. Nhưng mà quên đó, em chưa dẫn nút bịch này vô. Đó, dẫn nút bịch này vô nó hơi nặng nha anh em. Đó, chắc cũng 350 mấy gram à. Em quên cái nút đít. Là xe 5m4 nó nặng là 357g. Nó cần MH của ngoại hộ đang làm nha anh em. Đó, 357g. Đó. Là xe 5m4 nha anh em. Đó, 357g nha. Còn xe 6m3. 6m3 là hơi nặng nha. Xe 6m3 là 400. Nó 460g nha cả nhà. Nó xe 6m3 là nó nặng 460g nha. Nó khi mình cần làm tháo nút bít ra cho anh em nha. Đó. Nó là 460g. Đây là cần ngoại hổ thần long xe 6m3. Đó. Đó 460g nha cả nhà. Đó. Cây 5m4 là 357g nha anh em. Đó, 5m4 là 357g. Đó, còn xe 4m5. 4m5 nãy là có 200 mấy gram mà, để anh em nhắc lại cho cả nhà mình ha. 4m5 là 275g nha anh em. Đó, 4m5 là 275g. Đó. Thì em xin nhắc lại giá ha, giá xe 4m5 là 780 nè. Giá 5m4 là 880 và giá xe 6m3 là 980, mỗi xe sẽ tăng 100.000. Khi anh em mua cần sẽ được tặng cho anh em một cái ngọn phụ nha anh em. Đó, một cái ngọn phụ là cần có một màu duy nhất như thế này thôi nha anh em. Đó, thiết kế của nó đây. Nhớ đích nó rất là hầm hố nha anh em, cần sân hàng mà. Đó. Tay vịn nè cho anh em nè. Phía trên là có một cái khoảng hở. Đó, hình con hổ ở đây rất là đẹp luôn. Phía trên là cũng có một cái tay cầm ở đây nữa, kim tuyến như này nữa. Đó. Đây là thông số xây của cần nha. Đây là ngoại hổ thần long nha anh em. Đó. Phía trên này là còn hình của con rồng nha. Nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó. Đây là hàng là phiên bản hàng chính hãng cho anh em nha, em cam kết là hàng chính hãng cho cả nhà mình nha anh em. Nó mẫu này là có hàng nhái nhưng mà bên này em là chuyên bán hàng chính hãng cho nên là anh em cứ yên tâm mà mua sử dụng bên shop em nha. Đó. Rồi em xin nhắc lại giá của cây ngoại hổ thần long này, giá 4m5 là 780, 5m4 là 880 và 6m3 là 980 nha anh em. Phía dưới là có rãnh ABS rồi đầy đủ cho mình nha, rãnh ABS từng lóng nha, phía trên là có phủ đầu lóng chống nổ lóng rồi cho anh em hết ha. Đó, cho nên là anh em mua cần thì yên tâm sử dụng nha. Đặc biệt một điều là khi mua sẽ được hãng tặng thêm một cái ngọn phụ nữa nha cả nhà. Đó, tặng thêm cái ngọn phụ nữa nha. Đó, cho anh em yên tâm sử dụng nha. Đó, độ cứng của nó là 10H nha anh em. Đó, 10H thì cần là chuyên sân hàng nha anh em.
Nó tải cá là 10 kg nha, 10 đến 12 kg. Nó bao anh em nhất tỉnh là 3 đến 4 kg thì tôi xây nha, xây ngắn là bao anh em 3 kg luôn. Đó, xây dài là bao anh em 4 kg cho anh em nhắc luôn. Đó. Gần sang hàng. Rất là đẹp luôn đó nha. Đó. Ngoại hổ thần long. Đó. Rồi. Thì tiếp theo nữa em sẽ qua mẫu mới nha cả nhà. Đó. Qua mẫu tiếp theo nữa, đó là mẫu cần hồng long nha cả nhà. Nó màu màu hồng với màu cam, màu thiết kế của nó đây anh em. Nó cán như này là cán carbon nha cả nhà. Nó ốp carbon ha. Carbon nhám rất là đẹp nha. Đó. Thì tương tự như mẫu kia. Tương tự như mẫu ngoại hổ thì mẫu này phía dưới nó cũng có rãnh ABS nữa cho anh em, rãnh ABS chống bó lóng cho anh em nha. Đó. Phía trên là nó có phủ chống nổ lóng cho cả nhà mình ha. Cần này là cũng cần 10H luôn. Nhưng mà thiết kế ngọn của nó tầm khoảng 7H thôi anh em. Đó. Ngọn của nó thiết kế theo những công nghệ mẫu mới á giờ á. Tuy là cần mạnh nhưng mà cái đọt nó sẽ nhỏ nha anh em, không phải như cái mẫu cũ nữa. Đây là mẫu hồng long. Hồng long là mẫu này là mẫu 2023 mẫu mới nhất nha anh em. Đó. Thiết kế cái đọt nhỏ cho anh em ha, nó đỡ bị tì nặng đọt nha anh em. Nhưng mà nó độ tải của nó là 10H nha. Đó, tải cá là 10H. Tải cá là 8 kg nha anh em nha. Đó. 8 kg, 6-8 kg cho anh em cầu ha. Đó. Thì em có là 3 xây 3m6, 4m5 và 6m3, 5m4 nha anh em. Thì em sẽ căng tự xây cho anh em ha. Đó, em sẽ căng tự xây cho anh em à. 3m6 sẽ căng cho anh em xem ha. M6 nó nặng 170g nha anh em. Nó khi căng tháo nút bịch trên đầu ra cho anh em ha. Phía trên cũng có ốp nhẵn cho anh em luôn nha. Đó. Màu hồng rất đẹp luôn nha anh em. Đó, hồng long. Phía trên là in một hình con rồng cuộn nha anh em. Đó. Đây là bao bao của cần nha anh em. Đó. Bao của cần nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Thì bao của cây ngoại hổ thì cái túi nó màu nó đậm hơn. Đó, đây là bao của cây ngoại hổ thần long nha anh em. Nó túi nó đậm hơn. Đó. Cây của hồng long thì cái nhìn anh em nhìn nó màu nó hơi nhạt hơn tí xíu nha. Rồi. 3m6. Đó. Đấy là 170g là xây 3m6 nha cả nhà. Đó, xây 3m6 là 170g. Rồi, có cây 4m5 thôi. Là 228g nha anh em. Nó xây 4m5 là nặng là 228g nha. Đó. 228g, cần thu ngắn cần là khoảng 1m2 nha cả nhà. Nó thu ngắn cần là 1m2 nha. Đó. Rồi. Xây 5m4. Xây 5m4 nha cả nhà. Xây 5m4 là 247g nha. Đó. 5m4 thì có 5 lóng nha anh em. Đó, 5m4 thì nó có 5 lóng ha. Đó, 5 lóng. Đó, thì em cũng công bố giá luôn. Giá xây 3m6 là giá là 740 nha anh em. Đó. Giá 3m6 là 740. Ồ, xin lỗi cả nhà nha, giá 3m6 là 640. Đó, giá 3m6 là 640. Giá của 4m5 là 740 và giá của 5m4 là 840 nha anh em. Đó, em xin nhắc lại giá cho anh em nha. 3m6 là 640. Đó, 4m5 là 740 và 5m4 là 840 nha anh em. Mỗi xây á nó sẽ tăng lên 100.000. Đó, đây là mẫu cần hồng long. Thiết kế rất đẹp luôn. Cái đít của nó tương tự như cây ngoại hổ đó anh em, rất đẹp nha. Đó. Rất đẹp luôn. Nó ốp carbon nhám cho anh em ở đây ha, cho anh em cầm không trơn trượt ha. Đây là thông số của cần nha anh em. Đó, rất là đẹp. Đây là cần 10H luôn nha cả nhà. Đó, đây là mẫu hồng long mẫu 2023, mã của nó là hồng long mẫu 2023 nha anh em. Đó, đây là cần ngoại hổ thần long hàng loại 1 nha anh em. Anh em cứ nói là ngoại hổ thần long loại 1 cho em. Đó, em cam kết bán hàng chính hãng cho anh em. Đó, anh em thấy shop của em nè,
Đó, đồ chơi đầy đủ cho anh em nha, buôn bán đặc biệt là đâu đó rõ ràng cho cả nhà mình nha. Đó. Rồi, tiếp theo nữa em sẽ qua hai mẫu cần tay mới về nên anh em, em sẽ về mẫu cần ben. Đó, cho anh em tín đồ mà câu lua mà phân khúc mà giá sinh viên anh em. Đó. Quên đó. Em nói luôn cây lông hua luôn đi nha cả nhà. Đó, em về được cây lông hua 5m4 nè anh em, hàng chính hãng loại 1 nha. Đó, đây là bao cần nha anh em. Đó, bao cần. Bao cần thì có ghi thông số mét luôn, còn cây cần thì không có ghi thông số mét nha. Đó, 5m4 loại 1 của lông hua luôn nha anh em. Khi anh em mua cần sẽ được một cái tặng một cái cán hạ lóng xuống nha. Nó mua cần mình sẽ được tặng cái cán hạ lóng xuống. Nó cho cả nhà mình ha. Đó, đây là group lông mua loại 1 cả nhà. Đó. Đó, cho cả nhà mình xem ha. Cán quấn chỉ nha anh em, tem group nha. Đó, có tem mã số cạo đây cho mã số cho đây cho anh em đó, tem chống hàng giả của hãng luôn nha. Đó, lông hua loại 1. Đó. Thì cần là 5m4 nha cả nhà, 5m4. Đó. 5m4. 5m4 của cần thì nó gồm có 7 lóng nha cả nhà. Đó, độ thu ngắn cho cần là 1m1 nha anh em. Đó, độ thu ngắn cần là 1m1 nha. Đó. Thu ngắn cần là 1m1, cần thì đọt nó là đọt đặc 4H nha anh em cả nhà. Nó đọt đặc 4H nha, cần gờ đúc lông hua loại 1 thì anh em biết rành rồi. Đó, đọt đặc là 4H đó. Cho anh em là câu cá rô mà, câu mè rồi là câu chép nè, được nha. Đó. Carbon sắn ít 2 da nha cả nhà. Nó là thiết kế nó là carbon sắn ít 2 da toàn thân luôn nha. Phía trên là có phủ đầu lóng cho anh em nha, nó cần gờ đúc lông hua nha. Đó, rất là đẹp nha, thương hiệu này rất là bền luôn. Đó, cho anh em xài ha. Đó. Đó. Của hàng chính hãng của hãng là đúc nha anh em. Đó, em còn đây là xây 5m4 với 7m2 nha cả nhà ơi. Đó, 7m2 thì anh em có tặng hạ lóng xuống 6m3, 5m4 thì có tặng hạ lóng xuống là 4m5 nha. Đó. Giá của 5m4. Giá của xây 5m4 là 550 nha anh em. Giá của xây 7m2 là 600. 30.000 nha anh em. Đó, xe 7m2 là 630.000. Đó. Xe 5m4 là 550 nha. Đó. Nói quay cho cả nhà mình xem ha. Lông hua loại 1 nha. Em sẽ căng em nói nha cả nhà. 5m4 rồi. M4 nó nặng 216 gram nha anh em. Đó, 5m4 nó nặng 216 gram, nó cần 4H cho nên nó hơi nhẹ nha anh em. Đó, 216 gram. Đó, 5m4 nha. Giá 550 nha anh em. Đó, giá 550 nha. Đó. Tiếp theo đó là mẫu cần ben. Đó, cần này là phân khúc giá rẻ mà nó có hai đọt luôn nha anh em. Đó. Ben qua đời rong nha anh em. Đó, ben qua đời rong nha. Đó, xì qua đời rong. Đó, đây là mẫu cần lua giá rẻ hai đọt. Đó, độ cứng của nó là M với ML, đặc biệt là hàng phân khúc giá rẻ mà đầu bu nó là chống sắn luôn nha cả nhà. Đó, đầu bu nó là chống sắn luôn nha. Đó, rất đẹp nha cả nhà. Đó, đầu bu nó là chống sắn luôn. Đó. Ngọn của con này á là 2 ly nha anh em. Đó, ngọn nó là 2 ly và hai độ cứng nha, hai đọt là hai độ cứng khác nhau nha anh em. Đó, độ cứng M với ML nha anh em. Đó. Hai độ cứng khác nhau luôn, độ cứng là M với ML nha. Đó, quay cho cả nhà anh em mình xem nha. Nó hai độ cứng khác nhau M với ML. Đó. Thì tải ca mồi là 8 đến 15 quên. Tải mồi là 10 đến 30 gram nha anh em. Đó. Tải cá là 8 đến 15 lb là tương đương khoảng 3 đến 8 kg nha anh em, 4 đến 8 kg nha. Đó. Tương đương khoảng 4 đến 8 kg nha anh em. Đó. Mơ gai 15 lb trừ 2 là khoảng 7 kg anh em. Nó tải cá là 4 đến 7 kg nha. Đó. Tải cá là 4 đến 7 kg, tải mồi là 10 đến 30 gram nha anh em, hai độ cứng hai đọt nha, M với ML anh em. Nó thiết kế là cán hở ba khúc như thế này cho anh em câu lua nha, bát thì trên dặn xuống. Nó cần phân khúc giá rẻ. Cho nên là giá nó cũng mềm anh em. Đó. Anh em mua hàng thì nói giùm em là cây ben. Được. Qua đời rong nha anh em, đó xì qua đời rong nha, đó giá rẻ nha cả nhà, đó thì xây 1m8 giá của nó chỉ 301 thôi nha anh em, đó 1m8 là giá chỉ 301 thôi nha, hai ngọn mà đầu bu chống sắn luôn, nó rất là đẹp luôn nha anh em, độ cứng M với ML nha, tải mồi 10 đến 30 gram. Rồi
Tiếp theo nữa là cặn, nó là xây 2m1 anh em, nó cũng tương tự đọt 2 ly luôn. Nó rất là đẹp luôn nha. Đó, cặn em về là cặn máy đứng không nha cả nhà ơi. Cặn máy đứng không nha. Đó. Nó xây 2m1 thì nó tải mồi và tải cá cũng tương tự như luôn nha anh em, 3-7 kg, mồi 10-30 g luôn nha anh em. Đó. Hai ngọn. Thiết kế là carbon nhám rất là đẹp nha cả nhà. Đó, carbon nhám rất là đẹp luôn nha. Đó, anh em mua về xài thử đi. Để em cặn một cây với một ngọn cho anh em xem á trước nha. Một mét tám là nó nặng chỉ 105 g thôi anh em, một cần một ngọn nha. Nó 1m8 là 105 g, 2m1 là 110 g, cần siêu nhẹ luôn. Tư là 125 g nha anh em. Nó 2m4 là 125 g nha. 1m8, 2m1, 2m4 đều có hai đọt gì cho anh em hết nha. Đặc biệt là giá rẻ mà đầu bu nó là chống sắn luôn nha anh em. Đó, giá rẻ mà đầu bu nó là chống sắn luôn. Tuyệt vời cho anh em câu lua luôn nha. Nó phân khúc sinh viên luôn nha. Đó, đầu bu là chống sắn luôn, đọt 2 ly. Cần làm có cần máy đứng phen một chân hết nha anh em. Đó, mẫu này ăn nước mẫu hun tim và lách luôn rồi anh em ơi. Mà giá nó cũng mềm như thế anh em. Đó. Rồi xây 2m1 của nó là giá là 340, 2m4 là giá là 370 nha cả nhà ơi. Nó cần lua máy đứng hai đọt giá sinh viên luôn. Không gà anh em hỏi quá trời luôn à. Hỏi mấy cây hai đọt là rẻ luôn cho nên là em về luôn. Nó thiết kế là anh em, nó cán hở là 3 khúc nha. Cần nhẹ, nó 2m4 125 g. Nó 2m1 110 g và 1m8 là 105 g nha anh em. Rất là nhẹ luôn nha anh em. Đó. Rất là nhẹ luôn. Cho anh em xài ha. Rồi. À, mã của nó là ben nha anh em, cần ben lua hai đọt nha, cần ben lua hai đọt giá rẻ đi cho dễ anh em, cần ben lua hai đọt giá rẻ nha. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa là em về được mẫu cần Toro đời rong chuốt nha anh em. Đó, mẫu là màu xanh đọt chuối. Đó, hai anh em kêu là màu vàng chanh đều được nha. Đó. Thì em về xây 1m8, đủ xây 2m1, 2m4, ở nhà thì còn 2m7 nha anh em. Đó. Có đủ xây cho nhà mình nè, 1m8, 2m1, 2m4 nha. Đó, đầy đủ xây cho cái nhà mình luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Rồi. Thì em sẽ cân nặng của từng xây nó cho cái nhà mình luôn nha. Đó, cái cân em để bên đây. 1m8 là nó nặng 156 g nha anh em. Thiết kế là carbon nha. Phen là phen xéo anh em, phen xéo. Đọt là 2 ly 4. Đó, đầu bu là chống sắn nha. Đó, đọt 2 ly 4, đầu bu chống sắn. Đó, rất là đẹp luôn. Giá là 450 ngàn nha anh em, 450 ngàn một cây. Đó. Tiếp theo nữa là em sẽ căng cần 2m1 nha anh em. 2m1, 2m1 là 184 g nha anh em. 2m1 là nó nặng chỉ 184 g thôi, giá là 480 nha cả nhà, giá 480 nha. Rồi 2m4. 2m4 nó nặng chỉ 195 g thôi anh em, đó 2m4 nè. Đó, nặng chỉ 195 g thôi, giá là 510 ngàn một cây nha anh em. Đó, giá là 510 ngàn một cây nha. Đó. Thì mẫu này thì em có 4 xây, nhưng mà 2m7 thì em còn ở nhà, xin thử cho em không có quay lên. Đó. Giá là 1m8 là 450. 2m1 là 408. 2m4 là 501 nha cả nhà. Mua 2 cây trở lên làm bao ship nha. Mã của nó là mẫu Toro đời rong màu vàng chanh nha. Nó phen của nó đây, phen đời 3 xéo, đọt 2 ly 4, độ cứng là MH. Rất là đẹp luôn. Nó cân nặng thì em có cân cho anh em rồi đó. Đó, không gà hết, không đủ xây này về xin. Dây cước Toman chính hãng anh em, dây BE chứ quên. Dây BE Toman chính hãng, về thêm nha cả nhà ơi. Đó. Về thêm nha, các xây như 1.5, 2. 2.5 nha. Đó. Hàng chính hãng. Đó. Thì sau này hãng làm giả quá cho nên là hãng có làm thêm chữ dập nổi ở đây nha anh em để phân biệt hàng chính hãng với hàng nhái nha. Đó, hàng chính hãng lộ 1 cho anh em nha. Đó. Đó, chữ dập nổi bên trên đây, màu thì có màu vàng nhạt nha, rất là đẹp nha. Đó. Rồi, giá của nó là 200 ngàn một cuộn, đủ xây cho anh em nha. Xây
Ủa sao em lấy đây có 1.5 2 chấm mà giờ đây lộn xộn luôn, có 1.0 luôn cả nhà ơi. Đó. Có 1.0 luôn nha. Đó, tải cá có 1 chấm luôn nha anh em. Đó, hãng đưa lộn xộn luôn rồi. 1 chấm luôn là tải 12,2 kg. Đó. 1.5 là tải cá 14 kg. Đó, độ dài cũng 150 m như nhau nha anh em. Rồi 150 m như nhau nha. 2.5 là 150 cho tải cá 19,1 kg. 2.5 vậy là hãng lấy lộn cho em 1.0 rồi, không có lấy lộn 2.0 cho em rồi cả nhà ơi, xin lỗi cả nhà nha. Rồi, vậy là nó lấy lộn 1.0 cho em rồi. Đó. Vậy là em về 1.0, 1.5 với 2.5 nha anh em. Đó. Rồi em được xin chào cả nhà nha. Rồi cả nhà mua được mẫu nào thì cứ order cho em nha. Đó, em xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Dạ.